Xin chào quý cô chú và anh chị. Thì hiện nay anh chị sẽ thấy được trong một cái không gian sống hiện đại thì không thể nào mà mình không có được một cái bàn ăn ha anh chị ha. Bởi vì nó là một trong những cái là mình có thể là gắn kết cái không gian gia đình của mình nè. Cũng giống như là những cái cuộc trò chuyện sẽ bắt đầu từ những cái bàn ăn ha anh chị ha. Ở đây thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị mình đó là một cái bộ bàn ăn được làm từ dòng gỗ cẩm lai, xuất xứ là từ Việt Nam và Campuchia cho em ha. Một bộ bàn ăn Louis cổ điển như thế này thì nó sẽ gồm có những gì? Đây anh chị sẽ thấy đầu tiên ha, đó là một cái bàn ăn được thiết kế theo một cái kiểu dáng ô vuông khuyết cho em nè. Đó, mặt là mặt khung tranh. Ở trên mặt bàn là anh chị sẽ thấy được bên em sẽ tuyển chọn vân cho mình nha. Đó, những cái mảng vân rất là tự nhiên và rất là đẹp cho em. Vân của cẩm lai thì anh chị sẽ thấy được nó rất là nét cho em ha. Đó, từ cái khung bao bên ngoài nè anh chị. Đó, khung bao bên ngoài cho em nè, là anh chị đã nhìn thấy được những cái mảng vân rất là đẹp cho em rồi ha. Đặc biệt một điều nè, ở trên cái phần khuyết như thế này ha, bên em sẽ làm bo tròn cho mình luôn, để khi mà mình sử dụng á anh chị, đó sẽ không bị là tránh những cái sự va đập cho em ha. Đó, bo tròn như thế này rất là an toàn khi mà mình sử dụng ha anh chị. Đó, kèm theo đó là anh chị sẽ thấy ở đây, ở bên cái phần yếm bàn như thế này cho em là bên em sẽ là chạm chỗ những cái đường nét hoa lá tây cho mình ha anh chị ha. Đó, rất là đẹp, rất là uyển chuyển cho em luôn. Còn về phía chân bàn nè anh chị sẽ thấy được cho em á là sẽ có bốn cái chân trụ đặt này như thế này cho em, được làm từ dòng gỗ cẩm lai ha anh chị ha. Kèm theo đó là sẽ có hai cái trụ tròn đối xứng nhau cho mình nè, tạo nên cho mình thấy được á là một cái chân bàn rất là chắc chắn cho em luôn ha. Đó rồi, tiếp theo nha anh chị ơi, đó em sẽ đi tiếp cho mình là về phần ghế ăn ha anh chị. Ở đây thì anh chị sẽ thấy được ở đây sẽ những cái chiếc ghế như thế này, phần chân ghế cho em ha sẽ được chạm chỗ hoa lá tây cho em nè. Đó, rất là uyển chuyển và mềm mại cho em ha. Anh chị sẽ thấy được ở đây là đục chạm tay cho em hết nha. Đó, khe kẽ là xử lý nhẵn mịn hết cho em, không còn gai gỗ hay dăm gỗ còn sót lại trên bề mặt gỗ cho mình luôn. Đó, tiếp đến là một cái thiết kế của nhà Sơn Đông ha anh chị. Đó, cái phần lưng tựa như thế này là nó sẽ được bo cong cho em ha. Cho nên khi mà mình ngồi vào á thì cảm giác của mình rất là dễ chịu cho em luôn. Bởi vì cái phần lưng ghế này á, nó sẽ ôm sát vào trong cái cơ thể của mình ha anh chị ha, tạo một cái cảm giác là mình rất là an toàn khi mà mình ngồi trên ghế cho em. Trên cái phần mặt lưng như thế này nè anh chị, đó là bên em sẽ tuyển chọn vân cho mình. Đó, anh chị sẽ thấy trên mỗi cái ghế một luôn ha, là những cái mảng vân riêng biệt khác nhau hết cho em luôn, để tạo nên một cái nét riêng biệt cho chiếc ghế cho em ha. Rồi, ở trên phần mặt ghế thì anh chị sẽ thấy nè, ghế là sẽ có những cái hõm như thế này cho em luôn. Đó, khi mà mình ngồi xuống thì chân của mình á anh chị, nó sẽ ôm sát vào trong cái phần mặt ghế cho em ha. Đó, tạo một cảm giác rất là thoải mái khi mà mình ngồi luôn ha anh chị ha. Đây, yếm ghế thì cũng sẽ là đục chạm những cái đường nét hoa lá tây cho em nè ha. Những đường nét hoa lá tây anh chị sẽ thấy rất là mềm mại và nhìn nó rất là thanh thoát cho em luôn ha anh chị ha. Rồi, thì anh chị sẽ thấy được cho em á là với một cái bộ sản phẩm như thế này cho em nè, là nó sẽ bao gồm cho em là 9 món luôn. Đó, một cái bàn chính trung tâm cho em ha, và tiếp đó là 8 cái chiếc ghế ha anh chị ha. Đó, thì một cái bộ bàn ghế như thế này cho em, đó thì bên em đang ra cho mình là 197 triệu ha anh chị ha. Đó, anh chị nào mà mình đang có nhã ý quan tâm đến sản phẩm này thì mọi người cứ việc là liên hệ trực tiếp với em Nguyên qua cái số điện thoại mà em đang ghi dưới góc màn hình nè, hoặc là anh chị cũng có thể là đến trực tiếp với cái showroom bên em, địa chỉ là 99B đường 3 tháng 2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Đó, thì video hôm nay của em Nguyên cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã dành một chút thời gian ra để có thể là xem hết video của em Nguyên nha. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình vào video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.